Quý khách hàng đang tìm nhà gần bến xe Nghĩa, gần với lại tuyến đường sắt trên cao, mong muốn diện tích rộng. Và quý khách hàng nào đang có một cái lô đất diện tích rộng mà chưa biết thiết kế và xây dựng như thế nào thì có thể tham khảo video này của Ngọc Ánh nhé. Với cái căn nhà này, chủ đầu tư xây mới hoàn toàn, diện tích 46m², thửa đất rất là vuông vắn, thiết kế 3 tầng, công năng sử dụng vô cùng hợp lý. Và hợp lý như thế nào thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video, Ngọc Ánh sẽ review ngay bây giờ cho quý vị. Với cái căn nhà này, vị trí của nó cách với bến xe Yên Nghĩa 500m, cách với lại tuyến đường sắt trên cao 500m, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Quang Trung, phù hợp với quý vị nào đang có nhu cầu mà đi làm theo trục đường quốc lộ 6 kéo dài. Và với cái căn nhà này thì chắc chắn luôn, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và thiết kế của ngôi nhà duy nhất một căn được xây dựng độc lập, đường ngõ thực tế trước nhà đây nha quý vị. Ở đây thì ngõ trước nhà khoảng tầm 2m2, cách với đường ô tô đi lại 100m, cách với lại mặt đường Quang Trung mà gần với bến xe Nghĩa thì khoảng tầm 150m quý vị ạ. Và với cái căn nhà này thì bàn giao ngay cho quý vị, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và thiết kế của ngôi nhà 46m ra sao, rất là rộng thì cái không gian nhà cực kỳ là thoáng. Mặt tiền của ngôi nhà là hơn 4m. Và cái thiết kế của cái ngôi nhà này thì thiết kế một cái cửa chính và hai cửa sổ hai bên, vô cùng rộng, vô cùng thoáng quý vị nhé. Đó, Ngọc Ánh quay review cho quý vị, có sao thì chia sẻ như thế, cam kết 100% giá bán cũng như tất cả mọi cái pháp lý đều chuẩn chỉnh cho mọi người. Và thiết kế của ngôi nhà này tiếp theo, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1 thiết kế không gian mở vô cùng thoáng. Tại nơi Ngọc Ánh đang đứng là phần để xe quý vị nhá, còn phòng khách thì lại ở phần khác ạ. Tại nơi Ngọc Ánh đang đứng là phần gửi xe, phần để xe. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Căn nhà này thì theo như hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở ngay, còn nguyên mùi sơn mới tinh mọi người ạ. Và vừa mới hoàn thiện xong thì Ngọc Ánh đến quay và review ngay cho quý vị. Với những quý vị đang có nhu cầu tìm nhà diện tích rộng, lại còn xây độc lập duy nhất một căn, không xây theo kiểu liền kề thương mại quý vị nhá. Và mời theo em. Và tiếp theo, phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần không gian phòng bếp tương đối rộng, tương đối thoáng quý vị nhá. Đây, nếu như ở phần tầng 1 này quý vị để xe có một ít thôi, hoặc quý vị có thể để xe ra ngoài phía trước nhà, ra cái cổng riêng của quý vị luôn, thì cái phần tầng 1 này quý vị sẽ tính, Ngọc Ánh sẽ tính nhầm luôn, ngồi đây sẽ được tầm 4 đến 5 mâm cỗ nha mọi người. Đây là phần không gian phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp rất là rộng, rất là thoáng, để bàn ăn ở đây rất là hợp lý. Căn nhà này vuông vắn, với cái phần hoàn thiện tủ bếp xong hết rồi. Nói chung là với cái nhà này là chỉ việc xách vali về và ở thôi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, mọi thứ đều xong xuôi, sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh cho quý vị. Nhà nào Ngọc Ánh quay lên có như thế nào thì chia sẻ cho quý vị như thế. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của ngôi nhà quý vị nha. Quý vị hoàn toàn yên tâm ạ. Với cái phần không gian phòng bếp thì hoàn thiện cực kỳ là chỉnh chu. Xung quanh bếp thì là ốp đá, mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Nói chung là review thật, giá thật, chuẩn. Căn nhà này hiện tại chủ đang nhà chào bán với giá 3 tỷ 200 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu nhé. Với cái phần tầng tầng 1 bếp này thì là chủ nhà còn lắp thêm cho mình một cái ô cửa sổ thoáng ở đây, cho nên là khi mà nấu nướng thì quý vị hoàn toàn yên tâm, nó không bị bí đâu, mùi nó vẫn thoát ra được bên ngoài. Ngoài ra thì vẫn có đầy đủ ống chờ để lọc hút mùi mọi người nhé. Và Ngọc Ánh đã review cụ thể tầng 1 của ngôi nhà cho quý vị rồi, đường, hướng, giá, vị trí xong hết. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem với cái diện tích 46m này, thửa đất này, thiết kế nó có hợp lý hay không. Wow, với cái tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế gác lửng hiện đại, phòng khách siêu rộng quý vị ạ. Và cảm giác vào trong không gian nhà này thì bao nhiêu cái thoáng thì nó vào hết cái nhà này luôn đấy mọi người ơi. Rất chi là thoáng. Đây là cái phần không gian phòng khách nha mọi người. Siêu rộng luôn. Đây. Rộng này, cửa sổ này, trước này, bên cạnh này. Đây mọi người có thể xem thực tế này. Với cái lô này ấy, được cái diện tích rộng, mặt tiền rộng cho nên vào trong không gian phòng rất là thoáng. Còn đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn nói chung là với cái căn nhà này thì hoàn thiện xong hết. Có như thế nào thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người là như vậy. Tiếp theo, thiết kế theo kiểu giật cấp từ phía phòng khách mà đi lên, thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng ngủ tương đối là rộng,
ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Và với cái căn nhà này thì còn nguyên mùi sơn luôn, rất là mới. Đấy, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản quyết định lên giá bán của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, ưu điểm là xây độc lập một căn. Ưu điểm tiếp theo, diện tích rộng. Ưu điểm tiếp theo nữa là gần với lại bến xe, gần với chợ trường phường trạm, giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này, nếu như để mà nói đi vào tới trung tâm Hà Nội thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe mọi người nhá. Còn nếu như để nói đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 7 đến 10 phút thôi ạ. Đó, đây là phần phòng 2, ở tầng 2, phòng ngủ ở trên phía tầng 2 và phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. Đây quý vị nhá, phòng vệ sinh để ở bên ngoài. Cái phòng vệ sinh này thì rất là thoáng. Đây, thiết kế nào là đây, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, gạch thì là ốp 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ, cái màu cũng rất là nhã nhặn, bồn cầu liền khối, lavabo, nói chung là sử dụng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình. Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo chân của anh lên phần tầng 3 của ngôi nhà nha. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị gồm hai phòng ngủ rộng, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Với cái phòng ngủ này nó tương đương khoảng tầm phải được 25m mọi người nha. Một sàn phòng ngủ này thôi, tương đối rộng. Đấy, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất với gạch lát nền. À quên, xin lỗi mọi người, đây là sàn gỗ công nghiệp với cái màu rất là đẹp, rất là hợp lý, phù hợp với cái màu tông thể của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ lấy thoáng hai bên. Đây, đây là ô phòng ngủ ở phần tầng 3 bên trong. Và đây là phòng ngủ tầng 3 bên ngoài. Phòng nào cũng rộng rãi, phòng nào cũng ánh sáng. Tất cả các cửa sổ thì đều thiết kế hai lớp, rất là ổn, đảm bảo cái tính an toàn thẩm mỹ cho ngôi nhà. Phòng thì rất là vuông. Hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đó, và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và phần tầng trên cùng của ngôi nhà thì thiết kế như thế này quý vị ạ. Ở đây là cái một không gian để quý vị có thể thiết kế phòng thờ và hai sân đằng sau, thì chủ nhà hiện tại bán nhà theo hiện trạng như thế này quý vị nhé. Đó là còn hai cái sân nữa, sân trước sân sau để quý vị có thể phơi phóng quần áo này, hoặc quý vị có thể trồng cây này. Cái này thì tùy công năng mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và đứng quan sát ở cái phần tầng trên cùng này thì quý vị có thể nhìn thấy xung quanh cho Ngọc Ánh luôn đây. Rất là đông dân với những cái gia đình ở sát sát nhau. Và hiện tại trước mắt thì cái ngôi nhà này nó còn tương đối thoáng. Và quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.